Muốn cho việc báo hiếu được thành tựu tốt đẹp, ngoài việc báo hiếu về vật chất và tinh thần, người con còn phải biết giữ gìn và bảo trọng thân thể. Vì hình dốc tóc da của ta là do cha mẹ sinh ra. Không nên vì một sự bất mãn nào đó trong cuộc sống, hoặc gặp cảnh trái ý nghịch lòng, hay là thất bại trong việc làm ăn, thất vọng vì tình, rồi hủy diệt thân mình. Làm như thế là đại bất hiếu. Có người nghĩ rằng chết là hết, cho nên họ tìm đến cái chết để cho hết khổ. Nhưng trong kinh nói, nếu chưa tới số mà tự tử chết, sẽ sanh làm quỷ dữ hồn. Như thế, chúng ta thấy thay vì tự tử chết, mình lấy thân này lo tu hành và làm việc phước thiện để hóa giải ác nghiệp, hay hơn là tự tử để rồi sanh làm ngạ quỷ, đói khát vất vơ vất vưởng, phá hại xóm làng, khổ càng khổ hơn, thật là khờ dại. Thầy Mạnh Tử dạy: báo hiếu có hai mức độ cạn và sâu. Báo hiếu cạn là thân thể tóc da của ta là do cha mẹ tạo ra, không được làm thương tổn, đó là nết hiếu đầu. Báo hiếu thâm sâu trọn vẹn thì phải lập thân hành đạo làm rạng danh đời sau, để cho cha mẹ được vinh hiển, đó là báo hiếu trọn vẹn. Thời Tấn có một người trí huệ rất uyên thâm tên là Phạm Tuyên. Ông đã từng viết nhiều tác phẩm rất hay, lưu truyền mãi tới đời sau. Lúc còn nhỏ, Phạm Tuyên đã tỏ ra là một đứa trẻ rất hiếu thuận với cha mẹ. Khi lên 8 tuổi, một hôm Tuyên đi cắt rau sau vườn, sơ ý lưỡi dao cứa phải chảy máu. Nhìn thấy máu của mình rơi xuống đất, Phạm Tuyên bật khóc rất to. Được một lúc thì có một ông lão đi tới, thấy Phạm Tuyên khóc, ông mới hỏi: tại sao cháu khóc? Thưa cụ, cháu khóc không phải bị lưỡi dao cứa, mà vì nghĩ tới thân thể của mình do cha mẹ sinh ra. Cháu sơ ý để dao cứa vào tay, cha mẹ mà thấy cháu như thế này chắc đau lòng lắm. Đứa trẻ như cháu 18 tuổi đầu mà đã hiểu được điều ấy thật là hiếm thấy. Hiện nay có rất nhiều trẻ em ít khi để ý tới lời dặn của cha mẹ, khi làm việc gì cũng không cẩn thận nên hay bị trầy. Thậm chí có nhiều đứa con uống rượu vô rồi lên xe lạng lách, dẫn đến mất mạng. Nhất là đến mùa bóng đá, nạn cá độ, đua xe thường xuyên xảy ra tai nạn. Kẻ thì chết, người bị thương chở vào bệnh viện, nằm quằn quại rên la, báo hại mẹ cha tốn hao tiền của, ăn ngủ không yên. Chúng ta nên nhớ rằng, thân thể của ta đều do cha mẹ sinh ra. Vì vậy khi đi, đứng, nằm, ngồi, hoặc làm bất cứ việc gì, phải thận trọng, đừng để thân thể bị tổn thương. Phải biết giữ gìn chăm sóc bản thân, có mạnh khỏe thì mới có sức để làm ra tiền của phụng dưỡng cha mẹ. Tóm lại, trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta nên nhớ những điều cụ thể sau đây. Thứ nhất, hiếu dưỡng là cung cấp thuốc men, chỗ ở, vật ăn, thức uống. Thứ hai, hiếu hạnh là đối với cha mẹ phải giữ thái độ, hành vi, ứng xử, cung kính, lễ phép, nhẹ nhàng, mềm mỏng, lựa ý, lựa lời. Khi cha mẹ ốm đau bệnh tật, phải kiên nhẫn thuốc thang, chăm sóc, bồi dưỡng chu đáo, không được tỏ ra điều gì bất hiếu. Thứ ba, hiếu tâm là sự quan tâm, nghĩ ngợi hết lòng lo lắng một cách chân thành, chân thật, kính trọng đối với cha mẹ, biểu hiện mình là người con có hiếu thảo. Thứ tư, hiếu đạo là hướng dẫn cha mẹ quy y, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, làm lành lãnh dữ. Hơn nữa, tự thân mình đi xuất gia tu hành như gương hiếu của Đức Phật và Ngài Mục Kiền Liên, cứu giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh luân hồi sanh tử. Chúng ta hãy ghi nhớ câu ca dao nói lên tất cả những niềm thiết tha của người con hiếu.
Công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta. Phận làm con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Thứ tư, chữ hiếu trong kinh A Hàm và kinh Trường Bộ. Một, Phật dạy, phàm làm con phải lấy những điều sau đây để kính thuận cha mẹ. A. Cung phụng cha mẹ không để thiếu thốn. Có nghĩa là những việc nặng nhọc cho đến việc bế em bầu cháu không nên giao cho cha mẹ. Bổn phận làm con là phải hết lòng chăm sóc lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, tùy theo thời tiết mà may mặc cho cha mẹ được ấm áp, mát mẻ. Ở trong nhà, ta phải chọn một căn phòng nào tốt nhất, sạch sẽ, mát mẻ, thanh tịnh và đầy đủ tiện nghi để cho cha mẹ tịnh dưỡng trong lúc tuổi già. Khi cha mẹ ốm đau, phải sớm thăm tối viếng, cơm cháo và lo chạy chữa thuốc thang mà không nể tốn hao tiền của. Đây là dịp tốt để tỏ lòng hiếu của mình đối với đấng sanh thành, dù công việc săn sóc đó có cực nhọc dơ bẩn hay tốn kém đến đâu, ta cũng phải lo cho chu toàn, không nên có tâm tính toán so đo, để cho cha mẹ vừa lòng rồi ân cần an ủi giải khuây những nỗi đau đớn lo buồn. Hãy nhớ lại những ngày nào khi ta còn thơ dại, mỗi khi ấm tráng, cha mẹ đã tận tâm chạy thầy lo thuốc, chăm sóc cho ta đến quên ăn bỏ ngủ, cực khổ biết giường nào. Từ đó, ta mới thấy được rằng, báo hiếu cho cha mẹ là một bổn phận thiêng liêng, không ai có thể xem thường được. Người nào trốn tránh trách nhiệm, đó là kẻ đáng khinh, không xứng đáng làm người sống trong xã hội. Trong việc chăm sóc cha mẹ lúc già cả đau yếu, chúng ta thấy có nhiều người con bỏ ra bạc triệu để lo cho cha mẹ một cách dễ dàng, nhưng có khi lại không chịu đựng được sự dơ dái, hôi hám, sự khó tánh la rầy, hoặc là lười biếng không chịu thức đêm để hầu hạ săn sóc cha mẹ. Chúng ta hãy xem qua tấm gương hiếu của Văn Đế. Truyện kể, một hôm Bạc Hậu đau yếu suốt 3 năm liền. Ngoài những buổi lâm triều, Văn Đế vẫn mặc long bào uy nghi đi vào tận bên giường mẹ đứng hầu, quên cả ăn ngủ, đêm ngày túc trực canh chừng, chờ đợi lời sai bảo của mẹ. Mỗi khi ngự y dâng thuốc chữa trị bệnh, Văn Đế đỡ lấy, nếm thử trước, xem mùi vị như thế nào để chia sẻ nỗi khốn khổ cùng mẹ. Bà mẹ nhìn con thương xót khuyên rằng, trong cung thiếu gì người, con cho gọi cung nữ đến chăm sóc cho mẹ cũng được, con không nên vất vả vì mẹ như vậy. Nghe mẹ nói thế, ông quỳ xuống thưa rằng, mẹ bệnh mà con không tự mình chăm sóc cho mẹ được, chẳng may mẹ mất thì con đâu còn dịp để đền đáp công ơn của mẹ. Các quan trong triều và dân chúng biết Văn Đế là bậc hiếu tử, ai nấy đều noi gương theo. Nhờ vậy, người người trong nước đều giữ lòng hiếu thảo với cha mẹ, nên thiên hạ được thái bình thịnh trị. Tấm gương hiếu thảo của Văn Đế trong việc chăm sóc mẹ bệnh đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Hay là chuyện đời Đường, có ông Tăng Trực làm quan đến chức thái sử. Tuy làm quan chức cao, nhà có nhiều người hầu hạ, nhưng ông vẫn tự mình săn sóc và cung cấp những thứ cần dùng cho cha mẹ. Mặc dù việc làm đó có dơ bẩn thế nào, ông cũng chính tay lau rửa mà không bảo gia nhân làm. Hai chuyện trên cho chúng ta thấy Văn Đế và quan Tăng Trực muốn bao nhiêu người phụ giúp chăm sóc cho cha mẹ cũng được. Nhưng tại sao quý ngài không làm như vậy mà tự tay mình chăm sóc cho cha mẹ? Một là để tỏ lòng tri ân báo ân, hai là làm cho cha mẹ được vui lòng. Trái lại, mướn người khác phục vụ cho cha mẹ thì đâu có tình nghĩa gì.
Cho nên ngoài việc nhờ người phụ giúp ra, chúng ta còn phải quan tâm chăm sóc cha mẹ để tỏ lòng tri ân báo ân, nêu gương lành cho con cháu và tích lũy phước đức về sau. Phụng dưỡng cha mẹ còn sống được trọn vẹn, chúng ta tránh khỏi cảnh hối tiếc khi cha mẹ qua đời. Từ xưa đến nay, các bậc hiền trí từ vua quan cho đến hạng bình dân đều hết lòng chăm sóc khi cha mẹ bệnh hoạn. Chúng ta hãy xem tiếp tấm gương hiếu của Đinh Thường Lương chăm sóc người cha già mang bệnh nan y. Ông sinh vào thời Gia Khánh Triệu Thanh. Ông là người con rất chí hiếu. Mẹ ông mất sớm và không bao lâu, người cha đột nhiên bị trúng gió bại liệt nửa thân. Thằng ơi, Đinh Thuận Lương mới 12 tuổi mà lâm vào hoàn cảnh mẹ mất, cha lâm trọng bệnh, gia đình lại nghèo. Ông lo cho cha xong, lại phải ra làm việc kiếm tiền nuôi cha. Sau đó, bệnh tình của người cha ngày càng nặng, bại liệt toàn thân. Từ đó về sau, hằng ngày ông không nể cực khổ, dơ bẩn, đút cơm cho cha ăn, mặc quần áo, tắm rửa, giặt giũ, xoa bóp thuốc thang dọn dẹp. Khi rảnh, ông bế cha ra sân ngắm cảnh, phụng dưỡng cha hết sức chu đáo mà không nửa lời than thở. Công việc này kéo dài đến 16 năm dài, người cha mới qua đời. Đinh Thuật Lương đã để lại cho đời một tấm gương hiếu đối với người cha bệnh tật, đáng để cho chúng ta noi theo. Đó là những tấm gương hiếu bên Trung Quốc. Còn ở Việt Nam, vào năm 1825, An Thường công chúa mới lên 9 tuổi. Mẹ là bà mỹ nhân họ Nguyễn Thọ Bình. Công chúa vào cung hầu hạ thuốc men cho mẹ. Vào tiết vạn thọ, vua Minh Mạng cho các nội cung và các công chúa vào hầu tiệc. Bấy giờ có một viên quan chân yến, vua đem chia cho các công chúa, ai cũng ăn rất ngon miệng. Nhưng vua rất ngạc nhiên khi thấy công chúa An Thường cứ ngậm mà không chịu nuốt. Vua nhìn cười và dạy rằng: món này ngon lắm, lại hiếm có, chẳng những ngon mà còn bổ dưỡng nữa, con ăn không quen à? Công chúa An Thường quỳ xuống tâu: muôn tâu phụ hoàng, mẹ con bệnh nặng, ăn ngủ không ngon, hình sắc tiều tụy. Nghe nói món này bổ dưỡng, con muốn đem về dâng mẹ, nên con không nỡ nuốt, chứ nào phải ăn không quen. Vua nghe nói rất cảm kích, khen ngợi lòng hiếu thảo và phán: con cứ ăn, sẽ có phần ban cho mẹ con. Dứt lời, vua sai nữ quan đem một bát yến đến nội viện ban cho mẹ công chúa An Thường. Lòng hiếu thảo của công chúa An Thường đã làm cho Minh Mạng lưu ý đến bà mỹ nhân. Đây là gương hiếu của Việt Nam, đáng được coi là bài gia huấn rất thích hợp cho mọi nhà. Ngoài việc chăm sóc cha mẹ trong lúc bệnh hoạn ra, chúng ta còn phải tụng kinh, ăn chay niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, lập công bồi đức để hồi hướng cho cha mẹ sớm được tiêu tai, giải nghiệp, tăng phước, tăng thọ. Nuôi cha mẹ khó hơn là nuôi con cháu, phải hết lòng tôn kính dâng lời và nhỏ nhẹ, dịu dàng, chiều chuộng, không được nặng lời, phải thận trọng khi nói. Việc báo đáp công ơn cha mẹ cần phải kịp thời đúng lúc. Khi cha mẹ còn khỏe mạnh không bồi dưỡng, để đến khi bệnh nặng rồi, cho dù ta có dâng món ngon vật lạ quý giá đến đâu, cha mẹ cũng không thể dùng được. Có nhiều người thấy cũng lạ, cha mẹ mạnh khỏe không cho ăn, đến khi bệnh nặng mới đem đủ thứ thức ăn đến nói: dùng đi ba, ăn đi má. Ăn gì nổi mà ăn. Lại có người lo cho cha mẹ chút ít, lại sợ cha mẹ không dùng, đem cho con cháu và người ngoài. Với tâm niệm ích kỷ hẹp hòi như thế, thì làm sao sanh ra phước đức? Muốn diệt trừ ý niệm đó, phải nghĩ thế này: ở đời có nhiều người còn dám đem bạc triệu ra bố thí, huống chi mình phụng dưỡng cha mẹ.
Nếu cha mẹ xài không hết cho con cháu hoặc người ngoài để tạo phước và gieo thiện cảm với lối xóm, đó cũng là điều tốt. Thậm chí có nhiều đứa con sau khi thấy cha mẹ bệnh nặng chỉ lo được vài ngày rồi đâm ra mệt mỏi, uể oải, chán nản, bực bội, bỏ phế, lại còn thốt ra những lời bất kính, hành động trái đạo như cắt tiền phụng dưỡng, thuốc men, mong sao cho cha mẹ mau chết để khỏi cực khổ, tốn hao tiền của. Chuyện đời càng nói càng thấy bất nhẫn. Viết đến đây tôi bỗng nhớ câu chuyện. Một hôm có một cô phụ nữ tới tịnh xá thỉnh quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho cha. Khi đến nơi, tôi nhìn thấy ông cụ nằm trên giường, trong tay nắm sắp giấy tiền vàng bạc và đồ tẩn liệm cho người chết để chung quanh ông cụ. Tôi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm ấy, ngạc nhiên hỏi: "Ông cụ chưa chết sao lại làm vậy?" Cô con gái nói: "Cha con bệnh lâu rồi, chạy chữa đã nhiều nhưng không hết, cho nên con mới đi coi bói. Mấy ông thầy biểu phải làm như vậy và thỉnh quý sư đến tụng kinh thì cha con mới chết được." Quý Phật tử nên biết rằng tụng kinh là cho người bệnh được nghe lời kinh tiếng kệ mà an tâm niệm Phật để giải bớt ác nghiệp, chứ không phải tụng kinh cho người ta chết. Nếu tụng kinh để cầu cho người ta chết là có tội, bởi vì con kiến còn ham sống. Vậy mà có nhiều người không hiểu, cho nên họ hành động một cách mù quáng, làm việc trái đạo, vong ân, bội bạc, vô tình, bất nghĩa như thế, thì sớm muộn gì cũng bị quả báo. Lại nữa, trên đời có nhiều chuyện thật là buồn cười. Điển hình như có cô Phật tử đến tịnh xá than thở với quý sư: "Mẹ con bệnh, chữa trị đã lâu mà không hết, con nhờ quý sư đến nhà tụng kinh cầu an cho mẹ con." Quý sư đến nhà cô tụng kinh, cô cung kính xá bái, tiếp đón rất nồng hậu. Tụng đến ngày thứ ba, bệnh tình mẹ cô không thuyên giảm, cô vô cùng thất vọng nói: "Mấy ông sư này chắc là tu hành không có ra gì, cho nên tụng kinh không có linh." Chúng ta phải hiểu lời Phật dạy: tụng kinh, bố thí, phóng sinh là để giải bớt nghiệp chướng cho người bệnh phần nào. Nếu nói tụng kinh để cho người ta hết bệnh thì chẳng cần tu và giáo lý nhân quả không còn giá trị nữa. Điển hình như chuyện Đức Phật bị đau nhức thân mình là do trong tiền kiếp Ngài làm võ sĩ đánh đập kẻ khác. Lại có trường hợp cha mẹ bệnh nặng quá, bác sĩ cho thở bằng oxy để điều trị, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm lại càng trầm trọng hơn. Vì sợ tốn hao tiền của và quá mê tín, cho nên họ hỏi mấy ông thầy coi ngày giờ nào tốt để rút ống thở oxy ra, hoặc yêu cầu bác sĩ chích độc dược cho cha mẹ mau chết. Họ hành động độc ác như thế, lại còn biện hộ cho rằng: "Cha mẹ tôi bệnh hoạn, hành hạ xác thân đau khổ quá, cho nên tôi mới làm vậy, để cho cha mẹ tôi chết được nhẹ nhàng." Mới nghe thoáng qua thấy có lý, nhưng đặt trường hợp họ bị bệnh nặng, đang thở oxy, bất chợt có ai đó rút oxy ra không cho thở nữa, thử hỏi họ có chịu không, hay là tức giận chết trong uất hận. Chúng ta phải tin sâu lý nhân quả. Khi người thân trả hết ác nghiệp thì tự nhiên ra đi. Nếu trả chưa hết nghiệp mà rút ống thở và chích độc dược cho mau chết, một là phạm tội giết người, hai là làm cho người thân đầu thai trở lại tiếp tục trả ác nghiệp. Cho nên trong kinh Đức Phật cấm không được hủy hoại thân thể. Điển hình như vào thời Đức Phật, một hôm Ngài thuyết về tính chất vô thường và bất tịnh của thân. Có một số vị khất sĩ sanh tâm nhàm chán thân thể rồi tự sát. Đức Phật biết được, liền cho triệu tập tất cả các vị khất sĩ lại. Ngài nói: "Này các vị, quán vô thường là để thấy được tự tánh của vạn pháp là không thật. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để cho vạn pháp thao túng, làm cho ta khổ đau. Quán tính tan hoại của thân thể cũng nhằm mục đích ấy. Này các vị,
Người giải thoát là người không kẹt vào sự chán ghét. Tham đắm và chán ghét là những sợi dây ràng buộc. Người tự do là người vượt thoát cả tham đắm lẫn chán ghét. Do sự vượt thoát đó, người ấy an trú trong tịnh lạc. Các vị không hiểu được điều đó, đã tìm con đường dại dột bằng cách trốn chạy, để rồi phạm vào giới sát. Chưa hết, có một số người không hiểu gì về giáo lý nhà Phật. Gặp trường hợp trong gia đình có người thân bệnh nặng sắp chết, họ thỉnh quý sư đến tụng kinh cho mau chết. Quý sư đến tụng kinh ngày thứ nhất không chết, hôm sau họ liền giết heo, cúng tế quỷ thần, cầu cho người thân mau chết. Sát sanh hại vật, cầu đảo tinh tú, cúng kiến quỷ thần, để cho người thân mau chết, thì thật là vô minh, điên đảo, tà kiến, làm việc dại dột, phi pháp, độc ác, mà không hay chẳng biết. Hạng người như thế thì sớm muộn gì cũng lãnh lấy ác báo đau thương. Quý Phật tử thử nghĩ, lúc mình còn nhỏ bị bệnh hoạn, cha mẹ lo chạy chữa đủ thứ. Không có cha mẹ nào mà lại mong cầu cho con mình mau chết. Tại sao đến khi cha mẹ già yếu bệnh hoạn không lo điều trị để đền đáp, lại mong cho cha mẹ mau chết là sao? Cho nên người xưa bảo, nước mắt chảy xuống chứ không bao giờ chảy ngược lên. Nên có câu, cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ vong ân bội nghĩa mà ta thường gặp trong đời. Nếu người con có tâm địa độc ác đối với cha mẹ như thế nào, thì sau này con cháu nó sẽ trả lại như thế đó. Đúng như chuyện kể, thuở xưa có hai vợ chồng sinh được một cậu con trai đầu lòng, nên họ rất cưng, lúc nào cũng muốn lo cho con đầy đủ. Nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo, lại phải nuôi cha già. Một hôm, người vợ bàn với chồng rằng, cha này đã già cả, ăn không ngồi rồi, không làm được việc gì hết, lại còn sanh tính khó khăn. Anh nên chở cha vào rừng bỏ, để tiền nuôi con ăn học, sau này nó thành tài thì mình mới được nhờ. Nghe vợ nói như thế, nhưng vì thương cha nên anh không đành lòng làm như vậy. Thấy chồng làm ngơ, người vợ liền nói, nếu mà anh không có giải quyết chuyện của cha, em sẽ bỏ nhà ra đi cho anh vừa lòng á. Nghe vợ nói mãi, anh ta siêu lòng mới đi mua gỗ về đóng xe để chở cha vào rừng bỏ. Đứa con thấy thế tưởng đâu bố đóng xe cho mình chơi, nên hỏi, Bố đóng xe làm gì vậy? Này con à, ông nội nay đã già cả, lú lẫn ăn uống đổ tháo, đụng đâu tiểu dãy đó, nên bố đóng xe để đẩy ông nội vào rừng bỏ. Bố ơi, bố bỏ ông nội rồi, nhớ đem xe về cho con nha. Đem về chi vậy con? Để khi nào bố già đó, con sẽ chở bố vào rừng con bỏ, giống như là bố chở ông nội vậy. Nghe con nói thế, anh chợt thức tỉnh, tự nghĩ nếu mình bất hiếu với cha thì sau này phải trả cái quả đó. Nên anh ta bảo, bố chỉ nói chơi, con đừng làm như vậy tội lắm. Bố đóng xe là để chiều chiều đẩy ông nội đi dạo mát vui vui vẻ, mạnh khỏe sống lâu với bố con mình. Vậy thì con sẽ giữ chiếc xe này lại, để sau này bố già rồi á, cái con chở bố đi chơi. Sau đó anh đến nói với vợ, nếu nàng nhận thấy ở được thì cùng ta lo trả hiếu, bằng không cứ tùy tiện ra đi. Người vợ sợ chồng đuổi, nên từ đó về sau không dám khởi ác ý với cha chồng nữa. Chuyện trên cho chúng ta thấy, trong cuộc sống, cho dù cha mẹ chúng ta có điều gì quá đáng không như ý ta, bổn phận làm con trai không thể vì sợ những vụ đụng chạm giữa vợ và cha mẹ xảy ra nhiều lần mà từ bỏ cha mẹ. Quý vị nên biết, con cái thường bị ảnh hưởng sâu sắc từ những hành vi ứng xử của cha mẹ. Vì vậy, gia đình hòa thuận, cha mẹ hiếu thảo với ông bà là tấm gương tốt cho con cháu noi theo. Người đời thường bảo, thuận vợ thuận chồng, tác biển Đông cũng cạn. Khi vợ chồng hòa thuận sẽ làm nhiều điều hữu ích. Do đó,
chẳng những tạo được một gia đình hạnh phúc mà còn khiến cho cha mẹ vui lòng. Nhờ thế, được người đời tán dương khen ngợi. Em thì đi cấy ruộng đông, anh thì cắt lúa để chung một nhà, đem về phụng dưỡng mẹ cha, muôn đời tiếng hiếu người ta còn truyền. Sách Nho có câu: thân ký bất thảo, tử hà hiếu duyên, nghĩa là mình không thảo, con nào thảo lại. Ở đời có nhiều đứa con tuy lo cho cha mẹ được đầy đủ về vật chất, nhưng nếu cha mẹ nói trái ý một chút là nạt nộ. Cho nên trong kinh Tạp Bảo Tạng, Đức Phật dạy: làm con đối với cha mẹ đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng, trái lại làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ, tội cũng vô lượng. Xin nhớ một điều là việc báo hiếu cho cha mẹ lúc còn sinh tiền mới là cần thiết và có ý nghĩa. Đến khi cha mẹ qua đời, dù ta có làm mâm cao cổ đầy để cúng kiến, báo hiếu theo cách đó chỉ là để dối lòng, dối người mà thôi. Cổ đức cũng vậy, nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn, không làm để ở hung hăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì cho xong. Mẹ cha là người trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Vườn linh đơm quải mới là, nuôi cha dưỡng mẹ thật thà con ngoan. Trong việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, con cái cần có kế hoạch giúp đỡ cha mẹ khi tuổi già, cũng như lúc cha mẹ đau yếu. Con trai con gái lớn như chim đầu đàn, phải nêu gương chăm sóc và phân chia công việc cho các em và vợ con thay phiên nhau hầu hạ cha mẹ. Nhất là phải quan tâm đến việc ăn uống của cha mẹ. Mỗi bữa ăn nên dọn riêng cho cha mẹ, vì con cháu ăn uống ồn ào ồ ạt sẽ làm cho cha mẹ không hài lòng lắm. Thỉnh thoảng ta nên xem lại công việc mà ta chỉ bảo các em và vợ con chăm sóc cha mẹ có được thực hiện hay không. Phải thường xuyên nhắc nhở kẻo họ bi trễ. Nếu ta bận rộn nhiều công việc xã hội hoặc đồng án, tất nhiên ít có thời gian chăm sóc cha mẹ. Nhưng không vì vậy mà ta để mặc cho vợ con lo cho cha mẹ đói no, bệnh hoạn gì ta cũng chẳng quan tâm đến. Làm người mà ích kỷ, chỉ biết bản thân mình, không nghĩ đến người khác, khi có chuyện gì thì tự mình lo lấy, không ai ngó ngàng đến. Cho nên cha mẹ phải hết lòng lo lắng cho con cái phải quan tâm chăm sóc cha mẹ, đùm bọc yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc yên vui. Tóm lại, muốn giữ được lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ, căn bản tối thiểu là phải làm những điều sau đây. Thứ nhất, lưu ý chăm sóc sức khỏe, thăm viếng mỗi ngày, lo miếng ăn, thức uống, áo quần, thuốc men đầy đủ. Thứ hai, nếu không lo được như vậy thì lo chu cấp tiền bạc cho ông bà cha mẹ không bị thiếu thốn, tự mua sắm các nhu cầu. Thứ ba, tạo nguồn vui giải trí, tốt nhất là tạo cơ hội cho ông bà cha mẹ đi đó đây, thanh thản tinh thần, đây là cách dưỡng sinh tốt nhất. Thứ tư, đừng bao giờ để ông bà cha mẹ lo lắng buồn lòng. Thứ năm, đáp ứng những yêu cầu mong ước của ông bà cha mẹ. Thứ sáu, đừng để ông bà cha mẹ cô đơn trong bệnh viện. Thứ bảy, đi thưa về phải trình, để cho ông bà cha mẹ luôn luôn được yên tâm. Thứ tám, có điều gì vui và thành đạt, kết quả tốt đẹp bất ngờ, nên báo tin liền để ông bà cha mẹ cùng vui. Thứ chín, tạo điều kiện cho ông bà cha mẹ phát triển về mặt phước đức và tâm linh, đây là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Được như thế mới xứng đáng là con ngoan trò giỏi, biết làm tròn đạo hiếu,
để cho cha mẹ vui vẻ và hãnh diện với đời. Cao Văn Càng. B. Phàm làm việc gì trước phải lễ phép thưa hỏi cho cha mẹ biết. Có nghĩa là phàm đi đâu và làm việc gì trước phải thưa hỏi cha mẹ. Lời Phật dạy như thế. Vậy mà có nhiều người ý mình thông minh lanh lợi, xem thường cha mẹ, muốn đi đâu làm gì tùy ý, không trình cho cha mẹ biết. Lễ nghĩa là viền mối của đạo đức. Đi thưa về trình sẽ làm cho cha mẹ hoan hỷ. Và nếu có ai hỏi cha mẹ biết để trả lời cho người ta rõ, hoặc có chuyện gì bất trắc xảy ra mình không về được, cha mẹ biết chỗ đi tìm. Nên làm con, đi đâu hoặc có quan hệ với ai, làm việc gì, chúng ta cũng phải trình bạch rõ ràng, giờ giấc đúng hẹn để cha mẹ khỏi đợi chờ. Trong công việc đi lại làm ăn, đừng để ảnh hưởng không tốt đến gia đình. Đó là người con có hiếu. Hơn nữa, cha mẹ là người đi trước có kinh nghiệm sống hơn mình. Nên phàm làm con đi đâu hay làm việc gì, nên hỏi ý kiến cha mẹ để tránh những thiệt hại về sau. Hễ làm con thì đi phải thưa, khi về phải trình cho cha mẹ biết. Đi chơi phải chọn bạn tốt, phải học tập cho có nghề nghiệp. Lúc nói năng không được xưng mình là lớn. Khúc lễ. Lễ phép với cha mẹ chính là sự thể hiện lòng hiếu thảo. Có người cho là không quen khi tập nói một câu tử tế với cha mẹ. Người ta cho rằng câu nói "Thưa mẹ, cho phép con ra ngoài một tí." Câu nói như thế là khách sáo và quá cổ lệ. Vì ta sống không có nề nếp từ bé, chưa quen câu nói trên, nên cho là khách sáo hay cổ lệ đó thôi. Nếu ta công nhận rằng cha mẹ là bậc bề trên hết, thì khi nói năng với cha mẹ, sự lễ nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Người già thường hay nghĩ ngợi, có khi chỉ vì câu nói vô tình của ta đã khiến cho cha mẹ tủi lòng. Làm con hiếu thảo, chắc ta đâu muốn để cho cha mẹ buồn phiền. Có nhiều đứa con nói chuyện với cha mẹ bằng những từ cọc lóc như không, có, ừ, phải. Tại sao ta không nói bằng những câu thông thường tế nhị như dạ, con xin mời ba má dùng cơm, hoặc thưa mẹ, cho phép con ra phố một tí mẹ nhé, hay là thưa cha mẹ, con đi học về. Những câu nói rất thông thường trong phép gọi dạ, bảo, vân. Ta đừng bao giờ nói trống không, vì có khi nào ta dám nói một câu cọc lóc trống không với cô hoặc thầy giáo hay những bậc trưởng thượng đáng tôn kính. Vì vậy, đối với cha mẹ, ta càng phải giữ lễ hơn. Tóm lại, muốn cho cha mẹ an tâm vui vẻ, đạo làm con đi thưa về trình, làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ trước. Đó là người con có đức khiêm tốn, biết kính trọng cha mẹ vậy. Con cái khôn ngoan, dễ dàng cha mẹ. Tục ngữ. C. Cha mẹ làm việc lành và chỉ dạy mình những điều hay lẽ phải, không được ngăn cản, chống bán. Có nghĩa là khi thấy cha mẹ phát tâm cúng dường, bố thí, phóng sanh, mình không nên vì thành kiến hay vì tính keo kiệt ngăn cản, mà phải hết lòng hỗ trợ cho cha mẹ được toại nguyện, để vun trồng phước đức về sau. Kế đến, mình còn phải cung kính, lễ phép, nói năng khiêm tốn, không được hỗn hào, quên quang, không được vì tính hiếu kỳ, nông nổi, làm trái ý nghịch lòng, khiến cha mẹ buồn phiền. Chỉ cần nhỏ nhẹ và biết vâng lời thôi, cha mẹ cũng vui sướng lắm rồi. Bởi vì bổn phận làm con phải biết giữ gìn đạo nghĩa, luôn luôn thận trọng trong mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm. Đối với cha mẹ, phải hết lòng kính thương, không bao giờ làm ngược lại ý muốn của cha mẹ, để sau này khỏi phải ăn năn hối hận.
Trong kinh Tâm Địa Quán, Phật bảo rằng: nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào biết nghe theo lời dạy của Bi Mẫu và thừa nhận không trái, thời được chư thiên gia hộ, phúc lạc vô biên. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, là con người chân thật, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân. D. Phải giữ gìn truyền thống gia đình và bảo vệ tài sản của cha mẹ. Cha mẹ vất vả ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, đổ mồ hôi công sức làm ra của cải để lại cho con. Vậy mà có nhiều đứa con khi lớn lên không lo phụng dưỡng cha mẹ, chẳng làm tròn bổn phận, lại còn phá hoại tài sản và những truyền thống tốt đẹp, như lập bè kết đảng, ý mạnh hiếp yếu, hung hăng bạo ngược, chửi rủa đánh đập, đâm thuê chém mướn, và đam mê rượu chè cờ bạc, gian xảo trộm cướp. Kết quả bị tù tội. Nỗi khổ của cha mẹ là buồn rầu, lo lắng, thăm nuôi, làm nhục nhã cha mẹ, gia đình dòng họ, để cho miệng thế chê cười. Đó gọi là bất hiếu. Theo thế tục có năm tội bất hiếu là: tay chân lười biếng, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là một tội bất hiếu. Mê cờ bạc rượu chè, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là hai tội bất hiếu. Ham tiền tài của cải, tôm góp cho vợ con, không đói hoài đến việc nuôi dưỡng cha mẹ là ba tội bất hiếu. Chạy theo ham muốn của tai mắt, hành động bất chánh, làm cho cha mẹ mang nhục là bốn tội bất hiếu. Ỷ sức cậy tài, đua tranh, hung hăng đánh lộn, làm liên lụy đến cha mẹ là năm tội bất hiếu. Mạnh Tử. Ngày xưa chúng ta đã biết bao lần làm khổ mẹ cha, giờ đây hãy chắp hai tay lên trán, quỳ dưới chân cha mẹ, ăn năn sám hối, thành tâm đảnh lễ để tỏ lòng tôn kính, cầu xin cha mẹ tha thứ những lỗi lầm dụng dại của con. Xin cha mẹ nhận lại lòng con hiếu, đã bao lần làm cha khổ ngày xưa, đã bao lần mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn ấy. Nói chung, con trai muốn cho cha mẹ vui lòng thì phải tránh xa rượu chè, cờ bạc, hút chích, chớ giao du với bạn xấu và không la cà bê tha. Nên quyết tâm cao trong việc học tập, trì trí tiến bước trên đường sự nghiệp. Con gái phải sống sao cho cha mẹ hài lòng. Là con gái, bao giờ cũng phải rèn đức tính thùy mị, nết na, đầm thấm, công dung ngôn hạnh. Tránh ngồi lê đôi mắt nói chuyện thị phi, không nên rong chơi nhảy nhót. Nói năng phải nhỏ nhẹ, đi đứng trang nghiêm, giữ gìn phẩm hạnh, đừng để mang tiếng làm mất nết. Vì vậy, người con phải luôn hiếu thảo, cần mẫn siêng năng làm việc lương thiện, giữ mình trong mọi hành động, đừng để người đời khinh khi, cho ta là kẻ xấu xa, vô giáo dục, làm phương hại đến thanh danh của cha mẹ, mà phải chăm học, chăm làm, lưu danh thơm tiếng tốt cho gia đình. Người con như thế là biết bảo vệ danh dự và tài sản của cha mẹ, mỗi ngày càng thêm hưng thịnh, tốt đẹp. Quý Phật tử nên biết, cha mẹ sinh ra con, lúc nào cũng hy vọng sau này con lớn lên có hiếu và phụ giúp với mình để xây dựng gia đình. Vì vậy, người con cần phải làm tròn bổn phận của mình, đừng để cha mẹ phải thất vọng. Có nhiều đứa con chẳng những không lo bảo vệ tài sản của cha mẹ, mà còn mong chờ cho cha mẹ mất để phân chia tài sản.
Người con mà chúng ta nuôi dưỡng, về sau ta già, nó sẽ phụng dưỡng lại chúng ta. Thứ hai, người con sẽ lo giúp công việc của chúng ta. Thứ ba, người con sẽ nối dòng dõi của tổ tiên. Thứ tư, người con sẽ thừa hưởng và bảo vệ của cải sự nghiệp của chúng ta. Thứ năm, khi chúng ta qua đời, các con lo làm phước thiện hồi hướng đến chúng ta. Đó là điều hy vọng của cha mẹ, mà người con phải làm tròn bổn phận để cho cha mẹ được toại nguyện, dù cha mẹ còn sống hay đã qua đời. Đã sinh ra kiếp con người, trai thời trung hiếu ai ơi cho tròn, gái thời giữ hạnh lòng son, sớm hôm gìn giữ kẻo còn chút sai. Đi, khi cha mẹ qua đời phải lo tang lễ. Qua lời Phật dạy, bổn phận làm con khi cha mẹ mất phải lo quan tài, tống táng, tuần thất, dỗ quải để duy trì truyền thống ông bà tổ tiên. Khi cha mẹ mình mất, nhưng những giọt máu và hình ảnh của cha mẹ còn để lại trên thế gian này, đó là anh chị em của mình. Đừng vì quyền lợi rồi tranh giành đấu đá lẫn nhau, mà phải hết lòng thương yêu. Người giàu thì đùm bọc giúp đỡ cho người nghèo, người nghèo thì cố gắng tiến lên và đồng tâm hiệp lực hướng về Tam Bảo quy y, giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, cúng dường, bố thí, phóng sanh, tu tạo phước lành để hồi hướng đến hương linh cha mẹ, sớm được nhẹ nhàng siêu sanh tịnh độ. Có như thế mới xứng đáng là người con chí hiếu trong giáo pháp Phật Đà. Tại sao khi cha mẹ qua đời chúng ta phải tạo phước? Vì lúc mình còn nhỏ, cha mẹ muốn cho con ăn ngon mặc đẹp, khỏe mạnh mau lớn, thì phải đập đầu con cá, cắt cổ con gà, thậm chí tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi. Vì thương con mà cha mẹ tạo lắm lỗi lầm. Cho nên khi cha mẹ từ trần, người con phải hiểu điều đó, không nên sát sanh hại vật để lo tan chế, tuần thất, dỗ quải. Vì làm như thế, vong linh cha mẹ chẳng những không được siêu thoát, mà còn bị đọa ba đường dữ. Như vào thời Đức Phật, một hôm, Ngài cùng A Nan đi dọc bên bờ sông Hằng, chợt thấy có 300 ngạ quỷ vừa đi vừa vui mừng ca hát. Tiếp theo lại có 300 ngạ quỷ đói khát, vừa đi vừa kêu khóc thảm thiết. A Nan kinh ngạc hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì sao cũng đều là ngạ quỷ mà bọn kia thì ca hát, bọn này lại khóc la? Đức Phật bảo: Này A Nan, bọn quỷ ca hát là vì chúng sắp được sanh thiên, do nhờ con cháu của chúng biết lo tu phước, trì trai giữ giới. Còn bọn quỷ khóc la là vì chúng sắp bị đọa địa ngục bởi con cháu sát sanh, hại mạng để cúng tế, tuần thất, dỗ quải cho họ. Qua chuyện trên, Phật nhắc nhở chúng ta không nên sát sanh hại vật, cúng tế rồi tổ chức ăn uống thù tạc theo thế gian. Đó là gây thêm nợ nần oan nghiệt cho cha mẹ, càng thêm đau khổ, hoàn toàn không có ích lợi gì. Bởi thế, khi ông bà cha mẹ mất, chúng ta phải cúng chay và cố gắng lập công bồi đức để hóa giải bớt oan nghiệp cho cha mẹ, được tiêu diêu nơi nhãn cảnh. Người thời xưa, khi cha mẹ mất, các con ăn chay nằm đất, giữ mồ 3 năm, thân thể tóc râu không cạo, ăn mặc thô sơ, chẳng biết sự vui, không nếm mùi rượu. Lúc đám tang tuần thất, dỗ quải, trong nhà im lặng trang nghiêm, tưởng niệm nhắc nhở công lao cha mẹ, người người bùi ngùi tất dạ, hằng ngày thành kính cúng kiến lễ bái chẳng quên. Có đâu như ngày nay, mãn tưởng lo chơi, trống kèn đàn hát, sát sanh cúng tế, ăn uống say sưa, trái lời Phật dạy.
thật tủi cho lòng người quá giản. Nên nhớ, những gì không đúng tinh thần giáo lý nhà Phật thì chúng ta chớ làm, như là đốt giấy tiền vàng bạc, nhà binh khí, sát sanh cúng tế. Hãy để tiền lãng phí đó mà bố thí cho những người bệnh hoạn, nghèo nàn, lang thang đói rách. Để hồi hướng đến hương linh người quá giản, thì cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Lại có những người con thấy thật buồn cười. Khi cha mẹ còn sống thì không quan tâm đến, để cho cha mẹ ở nhà cửa siêu vẹo, quần áo rách rưới, thiếu trước hụt sau, đói đau không thuốc, và tìm mọi cách xua đuổi khi cha mẹ đến nhà. Nhưng khi cha mẹ chết thì mua hàng tốt, giải lụa đắt tiền để may. Khóc than kể lễ, cúng tế linh đình, rồi mời bà con làng xóm đến để ăn uống, không ngoài mục đích tránh tiếng thế gian khỏi chê mình là đứa con bất hiếu. Cho nên ca dao có câu: sống thì con chẳng cho ăn, chết rồi xôi thịt làm văn tế ruồi. Ngày xưa có một người phú quý, đời ông mãi mê làm giàu mà quên mẹ quên cha. Đến lúc nghe tin cha mất, ông vội vã trở về tìm mua một cổ áo quan bằng gỗ quý. Người ta đưa đến cho ông một cái áo quan sơn phế rất đẹp. Ông nhìn cổ áo quan biểu môi chê rằng: cổ áo quan sơn phế đẹp thật, nhưng lại là loại gỗ tạp, dễ bị mục nát. Ông đòi mua cho được cổ áo quan bằng loại gỗ chắc lâu mục. Theo ông, nếu không mua cho cha một cổ áo quan tài tốt, vào phút cuối đời ông sẽ ái ngại. Ông có biết đâu rằng chính ông cũng giống như cổ áo quan cổ tạp kia thôi. Bên ngoài thoạt nhìn cũng đẹp, nhưng bên trong thì chẳng khác gì thứ gỗ mục nát. Sao ngày cha ông còn sống, ông không ăn ở tử tế với cha? Giờ cha chết rồi, ông có mua cổ áo quan tốt đắt giá tới mấy, đó chẳng qua vì vị nể tiếng đời mà thôi. Lại nữa, khi ông bà cha mẹ mất, trong vấn đề tang lễ, thầy Thông Phổ nói: có nhiều người tin vào những lời của mấy ông thầy coi ngày giờ tốt xấu, nào là trùng tang kỷ tuổi, phải tránh mặt trong giờ tẩm liệm, nên họ trốn không dám nhìn. Quý vị thử nghĩ lại công ơn cha mẹ to lớn biết bao, vậy mà nghe lời mấy ông thầy nói, không dám đến nhìn mặt cha mẹ lần cuối, vì sợ trùng tang kỵ tuổi sẽ xui xẻo kéo mình đi theo. Chưa hết, có người quá mê tín nghe lời mấy ông thầy tà nói, ông bà cha mẹ chết nhằm cung xấu, trùng tang liên tán, thì trong gia đình sẽ có người chết theo, nên họ mướn thầy pháp đến dùng bùa chú yếm. Họ yếm tới mức độ tàn nhẫn, bằng cách lấy một cây sắt đóng thật sâu xuống giữa mồ, để cho người chết không về nhà được. Hành vi ấy thật là độc ác. Cũng vì chuyện hên xui mai rủi và sợ chết mà họ nhẫn tâm hành động như thế, để rồi đánh mất hết nền tảng đạo đức luân lý của con người. Chúng ta là Phật tử, phải tin sâu lý nhân quả. Cho dù mình có bất hạnh cả một đời nghèo khổ, hoạn nạn hoặc mất mạng đi chăng nữa, cũng chưa trả hết thâm ân của cha mẹ. Giả lại thân mạng, của cải, vật chất đều là vô thường, sớm muộn rồi cũng chết, có đáng gì để chúng ta lo sợ? Tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta phải sáng suốt, đừng để chuyện tốt xấu mà tin theo tà giáo mê hoặc, làm những việc mù quáng, vô tình đánh mất hết lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ thì không nên. Có điều chúng ta nên nhớ, khi cha mẹ sắp chút hơi thở cuối cùng, trong gia đình con cháu không nên khóc than áo não, vô tình làm cho cha mẹ luyến tiếc con cháu, không có niệm xả ly, rồi phải chịu cảnh luân hồi trong sáu nẻo, mà chúng ta phải hết lòng niệm Phật, cầu nguyện. Vì trong giờ phút hấp hối, tâm thần hoang mang lo sợ, cần phải trợ niệm cho thần thức cha mẹ nương nhờ Phật lực siêu sanh tịnh độ.
Kinh Địa Tạng nói: giả sử người sắc lông chung đó có tội đáng đọa địa ngục, nhưng nhờ nghe được danh hiệu Phật nên thoát khỏi chốn hiểm nguy, sanh về cảnh lành. Sống thì phụng dưỡng tôn thờ, chết tưởng niệm vọng bái. Đêm ngồi niệm Phật Di Đà, cầu cho cha mẹ kết qua liên đài. Về cảnh Phật Huệ Minh Khai, trầm luân chấm dứt bất lai phàm trần. Tóm lại, thầy Mạnh Tử dạy: con hiếu thảo phụng sự cha mẹ là lúc ở với cha mẹ thì tôn kính rất mực, khi nuôi dưỡng cha mẹ thì vui vẻ, khi cha mẹ bệnh thì lo lắng hết lòng, khi cha mẹ qua đời thì cúng kiếng trang nghiêm rất mực. Trong gia huấn xưa cũng dạy: người con có hiếu phải làm sao cho cha mẹ được yên tâm, lúc sanh tiền phải đối đãi hết lòng, khi quá giảng phải hết mực tôn kính. Đối với anh em phải chí tình, đối với gia đình thân tộc họ hàng trên hòa dưới thuận, hết mực thương yêu. Được như vậy thì mọi người mới kính nể. Phần 2, Phật dạy tiếp: phàm làm con lấy những việc trên để kính thuận cha mẹ, ngược lại cha mẹ phải lấy những điều sau đây chăm sóc con cái. A. Ngăn không cho con làm điều ác. Phàm làm cha mẹ phải biết nhận thức rành rẽ những hành vi của con cái. Hành vi ác, cha mẹ phải triệt để ngăn cấm, không cho nó làm. Nếu đã làm thì cố gắng bảo nó bỏ, để cho con đường hư hỏng, gây ác nghiệp. Như vậy, chúng ta thấy nuôi con là một nhiệm vụ rất nặng. Nếu quá thẳng thì không được, còn quá dùng thì con sẽ hư hỏng. Cho nên nghệ thuật làm cha mẹ dạy con là cả một vấn đề. Nó đòi hỏi sự khéo léo, linh động. Tùy khép con vào khuôn khổ, nghiêm khắc, nhưng sau xét lại, tùy theo trường hợp mà lượng thứ cho chúng, không nên xử sự cứng ngắc quá. Ông bà thường nói: dạy con dạy lúc thuở nằm nôi, hay là dạy con trong lúc mang thai, nghĩa là khi bà mẹ kêu mang đứa con, không dám nói lời dữ, hành động ác, sợ ảnh hưởng nghiệp xấu đến con mình. Đó là cách dạy rất khéo của người xưa. Nhưng hoàn cảnh xã hội ngày nay đã thay đổi, xã hội công nghiệp phát triển vượt bậc, cha mẹ bận đi làm nên không có thời gian dạy dỗ con cái. Gia đình chẳng quản lý được, đẩy ra cho xã hội. Dạy tốt không nói gì, nếu gặp phải môi trường xấu, con nó lâm vào tình trạng lêu lỏng, hư hỏng, ngỗ nghịch. Quý vị nên nhớ rằng, đứa con đó cho dù nó có chủng tử xấu, nhưng cha mẹ và thầy bạn biết khéo léo dìu dắt thì đứa trẻ vẫn trở thành người tốt. Còn như nó có chủng tử tốt mà cha mẹ bỏ phế, không chăm sóc dạy dỗ, thì nó vẫn trở thành đứa bé xấu như thường. Thành ra ảnh hưởng sự hướng dẫn của người xung quanh rất là quan trọng. Có nhiều đứa trẻ khi ra đường thường chơi với bạn bè xấu, tánh nết trở nên ngang ngược, hay đi gây chuyện bị người ta đánh, liền chạy về nhà khóc la, nói người ta ý mạnh ăn hiếp mình. Cha mẹ không hiểu rõ nguyên cho, vì binh con kéo nhau đi ăn thua với người ta. Kết quả đôi bên đều bị tổn hại, là do thiếu đạo đức và sáng suốt tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Quý vị thừa biết trẻ con phần nhiều là hay chọc ghẹo quậy phá, nhưng nó đâu có thấy điều đó. Lúc nào cũng tự biện hộ cho mình là đúng, người ta sai. Cho nên cha mẹ đôi bên phải thấy rõ sự việc để răn dạy con mình. Đừng vì chuyện trẻ con mà mất lòng đến người lớn thì không nên. Người con tốt hoặc xấu, có hiếu hay bất hiếu, phần lớn là do cha mẹ không biết theo dõi con cái từng đường đi nước bước để kịp thời ngăn chặn. Đừng để cho chúng đi theo bạn bè xấu, ác, tập tánh hung tàn, gian xảo. Và cũng không khuyến khích con thân cận bạn lành làm việc thiện, thì đứa con ấy sẽ trở thành người ác với thiên hạ,
và bất hiếu với cha mẹ. Quý Phật tử nên lưu ý trẻ con hư hỏng bất hiếu đều phát xuất từ những gia đình thiếu tình thương và sự quan tâm của cha mẹ, hoặc cha mẹ nuôi con trong bầu không khí địa ngục. Nơi đó cha mẹ bất hòa, không biết tôn trọng lẫn nhau, làm cho gia đình xào xáo, và cha mẹ hay nổi nóng, chửi rủa, đánh đập con cái một cách tàn nhẫn. Như thế, làm sao nó có thể đem trọn niềm tin yêu, kính trọng, vâng lời, hiếu thảo đối với cha mẹ? Chúng ta hãy nghe qua bài Núi Lửa Vô Ích của Mai Băng Phương, nói về tác hại của nóng tính ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Nhiều người tự cho mình là nóng tính, có một chút gì không vừa lòng là làm dữ lên, đỏ mặt, to tiếng, giận dữ, có khi còn đập phá nữa. Nhưng lạ một điều, người nóng tính ít khi nóng tính với cấp trên. Có ai thấy một nhân viên nóng tính đập phá, quát mắng với ông giám đốc và bà trưởng phòng không nào? Hay là người nóng tính ấy im lặng, rồi lủi thủi đi về nhà, ngọn núi lửa ấy mới bùng ra, phun trào một trận lôi đình, trút giận dữ lên đầu vợ con, những người chẳng có lỗi làm gì trong chuyện ấy. Hoặc lái xe vượt đèn đỏ, tông lên vỉa hè, bị anh cảnh sát thổi còi, ghi biên lai phạt. Người mát tính hay người nóng tính hình như đều mỉm cười xin nhận lỗi, nài nỉ xin tha, chứ ít ai dám nổi nóng với anh ta. Vậy nóng tính đâu có phải là không kiềm chế được, phải không? Nếu một người chồng nóng tính lại gặp người vợ cũng có ngọn lửa trong lòng, thì gia đình ấy đúng là địa ngục, thảm họa luôn xảy ra, mà nạn nhân là những đứa con vô tội phải chịu một cách oan uổng. Không kể những nguyên nhân ấm ức ngoài xã hội hay ở cơ quan mang về trút lên gia đình, người nóng tính còn có những vô lý khác khó chấp nhận được. Điển hình như cần tìm món đồ mà anh ta kiếm không được, như không thấy bao diêm để hút thuốc lá, liền chửi rủa quát ầm lên, coi như cả nhà là đồ vô tích sự, ăn hại. Con đi học về bị điểm kém, bà mẹ chưa tìm hiểu nguyên nhân ra sao đã mắng té tát, đồ ngu, dốt, đồ mất dạy, đồ ăn hại. Liền theo đó thì ông chồng nóng tính cũng lên tiếng, vì không chịu được cảnh ồn ào, thế là mâm cơm bay xuống đất. Khi đó mấy đứa trẻ chỉ còn biết chịu trận như đứng trước pháp trường. Tai hại nhất là núi lửa thường hay phun trào đúng vào bữa cơm chiều, vì đây là lúc mà các thành viên trong gia đình về đông đủ. Người nóng tính không biết trân trọng bữa ăn, làm cho các thành viên trong gia đình buồn bực, bất mãn, chán nản, thì món ăn đó có cao lương mỹ vị cũng thành đồ bỏ, chỉ còn lại đất đá không sao tiêu hóa nổi. Trước cảnh ấy, ca dao có câu: thà rằng ăn bát canh rau, còn hơn cao lương nói nhau nặng lời. Nóng tính một lần làm hạnh phúc rạn nứt một chút. Nếu thường xuyên xảy ra bão tố, sấm sét đùng đùng, thì con thuyền gia đình có nguy cơ chìm sâu vào dòng sông mất mát. Nói một cách khác, các mầm tan vỡ đã xuất hiện theo chu kỳ núi lửa ấy phun trào. Yêu thương nhau đến đâu cũng khó có thể chịu đựng mãi những điều quá vô lý do một bên đem lại. Phản ứng ư? Càng bùng nổ to lớn thì kết quả vợ bế con về nhà mẹ đẻ, to hơn một chút nữa thì bà tổ trưởng tổ hòa giải có mặt. Đau đớn nhất là ký vào đơn ly dị, hối hận cũng đã muộn rồi. Nóng tính không phải là tính cố hữu không thể sửa được. Tánh tự ái cao độ là tự đề cao mình, ngộ nhận vai trò to lớn với người khác, thích làm gia trưởng, mệnh lệnh độc đoán. Đó là những yếu tố và nguyên nhân làm ra sự nóng tính. Chúng ta có thể hình dung ra, nếu trong gia đình có người luôn nóng tính thì gia đình đó sẽ xào xáo. Còn gia đình nào mà ai cũng có tính nhẫn nhịn, ôn hòa, nhún nhường, thì gia đình đó được yên ổn, hạnh phúc. Có thể nói người nóng tính là người thiếu đức nhẫn nại, kém văn hóa, mất bình tĩnh,
chẳng sáng suốt và không có lòng khoan dung độ lượng. Nóng tính cũng có thể sửa được nếu trong gia đình biết cảm thông, lựa lúc mà uống nắng nhẹ nhàng, chứ không cần đáp trả ngay lúc đó thì tự nhiên nóng tính không còn. Suy cho cùng, chúng ta phải vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai của con cái, phải loại trừ nóng tính ra khỏi tâm ta thì mới là thượng sách. Càng trân trọng hơn nếu trong gia đình vợ chồng, con cái biết lấy tình thương yêu, xử sự tế nhị, ôn hòa với nhau thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc an vui. Trái lại, nếu vợ chồng chung sống với nhau mà không biết nhẫn nhịn, tánh tình hay nóng nảy, đối xử với con cái quá khắt khe thì sớm muộn gì gia đình đó cũng bị đổ vỡ, ly tán. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của một người con khi gặp phải một ông bố khó tính. Bố tôi là một người khó tính và tàn nhẫn. Trong cách dạy dỗ con, bố luôn luôn dùng roi giọt. Bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ, bố cũng có thể đánh được. Ngay cả trong bữa cơm vẫn đánh chỉ vì ăn ít. Tôi nhớ có lần đi học, vô ý đánh rơi cây bút. Đến lớp tôi phải mượn bút của đứa bạn. Tối hôm đó tôi viết bài không có bút. Bố hỏi, tôi thú nhận là đã đánh mất và xin lỗi bố. Nhưng bố không tha thứ, còn cầm roi mây đánh tới tấp vào người tôi rồi rủa: mày là đồ phá hoại, chết quách đi cho tao đỡ khổ. Lại có lần, tôi rủ mấy đứa bạn vào nhà chơi, cả bọn đùa nghịch, xô vào bàn làm đổ vỡ mấy cái ly. Thế là bố đuổi cả bọn về, rồi lấy dây thừng buộc quanh người tôi thả xuống giếng, mặc cho tôi khóc lóc van xin mãi. Khi bố lôi tôi lên thì trên người đã xuất hiện mấy vòng tròn bầm tím. Chẳng những thế thôi, bố còn đuổi tôi ra khỏi nhà trong khi trời gió rét. Tôi buồn quá đi lang thang và tự nghĩ, sao số phận mình khổ quá, muốn tự tử chết cho rồi. Nhưng vì nghĩ đến mẹ nên tôi cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Vào vụ mùa năm ấy, mẹ tôi ốm rất nặng, bố phải đi tìm người làm thuê. Đó là cô Nga, một cô gái gần 30 tuổi chưa chồng. Trong thời gian làm thuê, bố đối xử với cô ấy tốt hơn đối với mẹ tôi. Mùa thu hoạch kết thúc, hết hạn làm thuê, cô Nga không còn làm việc nữa. Nhưng bố thì thường ra chỗ cô ấy ở để vụng trộm, có khi tới 2-3 ngày mới về. Mỗi lần về lại viện đủ lý do để đánh mẹ tôi không chút thương tiếc. Có lần vào ngày mùng 2 Tết, bố lôi mẹ tôi ra đấm đá đến nỗi bầm tím mình mẩy, không đứng lên được, phải bò lê dưới đất. Còn đối với tôi, bố luôn đánh đập một cách vô cớ, đánh vì lý do chẳng đâu vào đâu. Hái rau chậm, bố đánh, quét sân không sạch cũng đánh. Tôi thường bị bố chửi mắng đánh đập nên thân thể trở nên gầy còm, có lúc tưởng như mất trí. Những khi tôi bị đòn, mẹ đứng ra khuyên can che chở dỗ dành tôi, nên hay bị bố quở trách. Trải qua mười mấy năm, mẹ và tôi thường bị những trận đòn dã man của bố, khiến cho thân mẹ và tôi héo hon. Sức chịu đựng có hạn, mẹ con tôi phải chia tay với bố trở về quê ngoại. Mỗi khi nghĩ đến bố, tôi cũng thấy thương, vì dù sao ông ấy vẫn là bố của tôi. Nhưng rồi ngay lúc đó, bao nỗi buồn phiền lại trào dâng lên, chôn vùi tình thương trong tôi. Qua chuyện trên, để cảnh tỉnh những ai có thói độc đoán, vô lương tâm, không đạo đức, hành hạ vợ con, thiếu trách nhiệm với gia đình. Hạng người như thế, làm sao mà có hạnh phúc? Sớm muộn gì cũng bị quả báo khổ đau. Ngược lại, có một số gia đình nuông chiều con quá đáng, để cho chúng lao đầu vào xì ke, ma túy, một tệ nạn mà xã hội quyết trừ khử. Bình thường, đứa con đối với cha mẹ rất có hiếu, nhưng tới cơn nghiện nó không kể chi hết, cứ nhắm cha mẹ mà quậy phá dơ vét, đôi khi chúng còn hành hung. Chúng ta nên biết, những người nghiện xì ke, họ có đường dây chia nhau đi dụ dỗ, mời mọc, đủ cách quyến rũ. Lúc đầu chúng cho hút không, đến khi nghiện nó xúi mình về nhà lấy tiền của để trả nợ hút chích lẫn nhau.
Tới khi dơ vét tiền của trong nhà hết, chúng rủ nhau đi trộm cướp. Kết quả bị luật pháp trừng trị. Trong cuộc sống có nhiều trường hợp bất hạnh như vậy. Cho nên quý vị phải sáng suốt, đừng để bạn xấu lôi cuốn mình vào con đường trụy lạc nhất thời mà hủy hoại cả cuộc đời. Lưu ý, xì ke ma túy nó có ma lực rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, không nên thử cho dù chỉ một lần. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt, vì nếu lỡ rơi vào đó, khó mà thoát ra được. Phận làm cha mẹ phải thường xuyên chỉ dạy cặn kẽ những việc tốt xấu, lợi hại, khéo hướng dẫn con về đạo đức, nhân quả báo ứng để ngăn ngừa, đừng cho chúng phạm phải sai lầm tội lỗi. Nhưng có trường hợp cha mẹ dạy rất tốt mà con không nghe, còn cho ý kiến của cha mẹ đã lỗi thời. Có nhiều gia đình thấy dạy con không được nên thối chí bỏ mặc lấy nó, không đói hoài tới. Như thế là vô tình làm cho chúng càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi, rồi than thở đổ thừa cho số phận, do tôi vô phước bởi trời xanh nó có bản tánh như vậy, hoặc là đổ thừa cho xã hội. Có mấy ai nghĩ đó chính là lỗi của mình, không có lòng từ ái, nhẫn nại, đem những kinh nghiệm của mình để chỉ dạy, cảm hóa chúng đi vào con đường lành. Nuôi con không dạy là lỗi của cha, dạy dỗ không nghiêm là tội của thầy. Cha dạy, thầy nghiêm mà con hư hỏng, học hành không thành là tội của con. Tư Mã Ôn Công. Đức Khổng Tử nói, tử bất giáo phụ chi hóa, nghĩa là con hư lỗi tại cha không dạy. Nhưng có khi người cha dạy con rất nghiêm túc mà mẹ lại bênh vực, vô tình làm cho chúng được nước làm tới. Nên tục ngữ có câu, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đúng như chuyện dân gian kể rằng, thời xưa có ông già hầm than, ông có cậu con trai độc nhất nên hết lòng thương mến, bao nhiêu tiện nghi vật chất đều dành cho con. Trong khi ông bà thì làm việc suốt ngày, còn cậu con trai lại ăn sung mặc sướng, chỉ biết rong chơi. Mãi đến khi tuổi già sức yếu, nhìn thấy con vẫn chưa có nghề nghiệp gì, ông mới nghiệm ra lối giáo dục đó là sai. Để cho con thấy được giá trị của đồng tiền, cho nên ông gọi con trai đến và nói, kể từ ngày hôm nay trở đi, khi nào con đem được một đồng bạc do công sức lao động của con làm ra cho cha xem, thì cha mới cho tiền con tiếp tục ăn chơi. Nếu không thì từ đây trở về sau, cha sẽ không cho nữa. Cậu con trai vì quen thoái làm biếng, nghe cha nói như vậy nhưng vẫn nhất định không chịu làm ăn chi hết, cứ nằm dài ra khóc lóc rên la. Bà mẹ đau lòng quá, lén đưa tiền cho đứa con rồi bảo đến nói với cha, đồng tiền này là do con tát nước mướn mà có. Ông cụ cầm đồng bạc của đứa con trai đưa, liền đem quăng xuống hồ. Khi đó cậu vẫn tự nhiên không tỏ vẻ tiếc rẻ, nhưng bà mẹ thì ôm mặt khóc, vì đó là của chắc chiêu mà bà đã dành dụm cả năm. Thấy thế ông nói, tôi hiểu ra rồi, tiền này là của bà cho, nên khi tôi quăng xuống hồ thì bà khóc nức nở, còn thằng con lại bất động. Từ lâu tôi và bà dạy con một cách sai lầm, chỉ biết cung cấp mà không bắt nó phải đổ mồ hôi nước mắt ra lao động để sống. Hôm nay tôi đổ lỗi dạy thì bà lại nối giáo cho nó. Kể từ nay tôi đuổi nó ra khỏi nhà cho đến khi nào nó tìm ra được cái nghề mưu sinh và đem về cho tôi thấy được đồng bạc do công sức lao động của nó làm ra, thì tôi mới cho nó ở lại nhà. Cậu con trai bị cha đuổi giận quá, bỏ nhà đi lang thang làm thuê giác mướn để kiếm ăn qua ngày. Sau nửa năm trời trở về thăm cha mẹ, cậu ấp úng nói với cha, con đi ra ngoài làm quần quật từ sáng đến tối chỉ đủ ăn, còn dư được có mấy đồng xu đem về
để cho cha thấy được công sức lao động của con. Khi đó, ông liền lấy mấy đồng xu quăng vào bếp lửa đang cháy. Cậu con thấy vậy nóng ruột quá, vội thòa hai bàn tay trần vô bươi lấy bươi để, tìm mấy đồng xu kết quả của nước mắt mồ hôi mình đã lao động trong 6 tháng trời. Khi đó, ông cha mới cười khà khà. Đúng rồi, bây giờ cha mới tin mấy đồng xu này là tiền mồ hôi nước mắt của con. Vì khi cha quăng nó vào nữa thì con bươi kiếm bất kể than hồng lửa nóng. Như vậy thì từ đây con hãy ghi nhớ một bài học: dòng tiền nào dễ được thì dễ mất, dòng đồng tiền nào do mồ hôi nước mắt của con tạo nên, đồng tiền đó nó có giá trị hơn 100.000 lần đồng tiền do người ta cho mà có. Qua chuyện trên, người xưa khéo nhắn nhủ với thế hệ sau cũng như các bậc cha mẹ rằng: cho con tiền bạc vật chất chưa phải là thương con, mà phải tạo nghề nghiệp, phương tiện, làm sao cho chúng tự tìm miếng cơm manh áo, để nó không ỷ lại vào mình, và chọn nơi thích hợp để cho con phát triển những đức tính tốt. Chúng ta thường nghe người xưa nói: con cưng là con hư. Câu nói đó đã thành quy luật. Vậy ta cưng con thì đừng trách nó hư. Câu chuyện sau đây chứng minh điều đó. Một ngày kia, có hai vợ chồng đến thăm nhà giáo dục Makarenko. Chồng là kỹ sư, còn vợ là cô giáo. Cả hai đều có học thức và có địa vị. Họ nói với ông: con tôi trước kia nó ngoan lắm, còn bây giờ thì thật là bất trị. Nó ăn nói thô lỗ với mẹ, thường bỏ nhà đi chơi, và đồ vật trong nhà lại hay bị mất cấp. Chúng tôi dành cho nó một phòng riêng, sắm đủ các món đồ chơi, quần áo, giày vớ. Bây giờ nó đã lớn, 15 tuổi rồi. Chúng tôi để cho nó tự do, muốn gì được nấy. Chúng tôi đều khỏe mạnh, cả hai không bị bệnh di truyền. Nhưng tại sao chúng tôi lại có một đứa con khó dạy như vậy, thưa ông? Nhà giáo dục hỏi lại: con ông bà sáng dậy ai dọn giường cho chúng? Người mẹ đáp ngay: luôn luôn là tôi. Đoạn ông hỏi người cha: còn ông thì giữ phần đánh giày phải không? Phải, chính tôi đánh giày cho nó. Xin cứu ông bà, mời ông bà về đi và đừng bao giờ hỏi thêm điều gì nữa. Ông bà hãy về nhà chịu khó nhớ lại mọi việc mà ông bà đã làm cho con, và tự hỏi xem ai là người đã làm cho nó hư hỏng. Ông bà sẽ tìm được câu trả lời và tìm được cả phương pháp sửa chữa. Rồi nhà giáo dục than: cha đánh giày, mẹ dọn giường, ta thử tưởng tượng con cái họ tạo ra là thứ con gì. Chuyện trên đủ phơi bày thái độ nhu nhược của một số cha mẹ đối với con cái. Thương con mà nuông chiều con một cách thái quá đâu phải là thương con. Tình thương của chúng ta không thể thiển cận như vậy được. Thương yêu mù quáng đến nỗi chiều theo mọi đòi hỏi của con chỉ làm hại con mà thôi. Nhà văn Thiên Giang nói: con cưng là con mất dạy. Khi còn cắp sách đến trường, nó muốn học hay không tùy thích. Quanh năm nó cướp bài của bạn để có điểm cao. Tới ngày thi nó bỏ cuộc, bởi có thi thì cũng rớt. Tật xấu chất chồng, lười biếng, cứng đầu, vô lễ, gian dối, không tật xấu nào thiếu cả. Lớn lên nó làm thầy thì dở, làm thợ cũng không xong. Nó chỉ thích sống cuộc đời du đãng. Nhiều trẻ em phạm pháp, nguyên nhân chính là cha mẹ quá nuông chiều. Có em đã thành thật khai trước tòa: tôi phạm tội là vì cha mẹ tôi không từ chối với tôi một yêu sách nào. Giúp cho con sống vui, đó là bổn phận của cha mẹ. Nhưng cũng phải cho nó thấy trên đường đời, ngoài bông hoa ra còn có gai góc nữa. Phải tập cho nó biết nhẫn nại, tiết độ, kỷ luật, tự chủ, tức là những đức tính cần thiết của con người. Các nhà giáo dục khuyên chúng ta không nên cho con những món quà quá sang trọng, đắt tiền. Đừng để nó đòi chi được nấy. Bạn hãy bắt chước người Nhật Bản, đừng bao giờ cõng con mãi trên lưng, dẫu nó muốn được cưỡi mãi trên lưng bạn.
Bạn hãy tập cho nó đi. Bạn đừng làm như người cha lo đánh giày, bà mẹ lo dọn giường, để rồi một ngày nào đó phải chịu đựng nó như dân nô lệ chịu đựng một bạo chúa. Thương con mà quá nuông chiều sẽ làm cho nó sinh ra nhiều tật xấu như hỗn láo, ỷ lại, hung hăng, lười biếng. Và lớn lên, nó không đủ khả năng đương đầu với cuộc đời. Hiện nay, có nhiều gia đình nuông chiều con trẻ nên đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ. Nhưng cha mẹ đâu có biết rằng làm như thế sẽ bất lợi cho trẻ khi gặp phải nghịch cảnh. Trẻ không đủ sức chịu đựng, dẫn đến quyên sinh hoặc có những hành động lầm lạc. Theo báo chí đăng tin, có một nữ sinh nhảy lầu chết vì thi rớt, lại một nữ sinh khác uống thuốc độc chết vì thất tình, và một nam sinh học rất giỏi nhưng đến khi làm luận án tiến sĩ, do giáo sư hướng dẫn có những nhận xét không công bằng về bản luận văn, anh ta đã dùng súng bắn chết vị giáo sư đó rồi tự sát. Các chuyên gia cho rằng những học sinh ít gặp khó khăn trong việc học hành và các trẻ em trong cuộc sống được cha mẹ nuông chiều, đến khi gặp nghịch cảnh thì không biết cách khắc phục và trấn tĩnh tinh thần, rất dễ tìm đến cái chết. Nếu cha mẹ không biết giáo dục con cái biết chịu đựng sẽ khó đứng vững trong xã hội. Chính vì vậy, cha mẹ phải để cho con cái chịu đựng sự dày dò nhất định. Như thấy con đang xem phim đến đoạn hấp dẫn, nhưng đã đến lúc đi làm việc thì phải bảo con tắt máy. Hoặc con cái muốn đi chơi với bạn bè hay là yêu cầu cha mẹ mua sắm món đồ gì đó cho bằng được. Nếu thấy không cần thiết, cha mẹ cần cương quyết từ chối để tập cho con có sức chịu đựng trước cảnh trái ý nghịch lòng, thì sau này chúng mới có đủ sức khắc phục gian khổ, không đến nỗi phải tự tử hoặc bị lầm lạc. Thương con nhưng không phải nuông chiều. Cái khó của kẻ làm cha mẹ là biết chừng mực vừa phải, đừng quá yếu để cho con cái lấn áp mình. Đó là nghệ thuật giáo dục. Nhân đây, tôi xin nhắc lại cách dạy con của người xưa. Tương truyền rằng, thuở Mạnh Tử lên 5 tuổi, gần nhà có một lò mổ heo. Mạnh Tử bắt chước lấy khúc chuối giả làm heo mổ xẻ chơi. Bà mẹ nghĩ, chỗ này không phải là nơi cho con ta ở, thế nên bà lập tức dọn nhà ra chỗ chợ. Mạnh Tử thấy người ta mua bán trả giá rau hàng, cũng bắt chước làm theo. Bà mẹ thấy không ổn, lại tiếp tục dời nhà đến cạnh trường học. Bấy giờ, Mạnh Tử lấy lá làm giấy, chẻ cây làm viết, giả bộ đi học. Bà mẹ thấy thế rất hài lòng. Khi đến tuổi vào trường, một hôm Mạnh Tử ham chơi bỏ học chạy về nhà. Thấy vậy, bà mẹ đang dệt vải, liền lấy dao cắt ngang tấm vải đứt ra làm hai. Mạnh Tử thấy lạ hỏi mẹ, tại sao? Bà đáp, con đang học mà bỏ về thì có khác gì tấm vải kia dệt chưa xong lại bị cắt, thử hỏi có xài được không? Lời trách ấy đã ăn sâu vào tâm khảm. Từ đó, Mạnh Tử chăm học và trở thành nhà triết gia giỏi nhất thời Tiên Tần. Sở dĩ Mạnh Tử thành tài là nhờ bà mẹ khôn khéo, biết chọn nơi thích hợp, tận tụy dạy con nên người. Gương ấy đáng để cho ta noi theo. Trong công việc giáo dục con cái, chúng ta muốn đạt được kết quả tốt, phải sống trong tinh thần cởi mở, hòa nhã, khoan dung. Nhờ sự dịu dàng, tình cảm và dòng nước mắt đau khổ của người mẹ làm chúng dễ mũi lòng xúc động, chịu sửa đổi hơn là roi giọt kỷ luật. Tuy nhiên, cũng có trường hợp trái ngược lại. Quý Phật tử nên dùng lời êm dịu dạy dỗ. Nếu nó không nghe thì phạt quỳ hương, tụng kinh niệm Phật, lại sám hối. Phương pháp này hợp lẽ đạo, lại tạo được phước đức, hóa giải bớt nghiệp chướng của chúng.
Nhưng có điều quý Phật tử cần lưu ý, trong khi hành phạt, chớ có thái quá làm cho con kiệt sức, rồi sanh ra bệnh hoạn thì không nên. Phận làm cha mẹ phải sáng suốt, tùy cơ ứng biến, phối hợp cả nhu và cương, để không chừa một kẻ hở nào để cho chúng lạm dụng lọt qua. Khi cần nghiêm khắc truyền đạt, ra lệnh đã có cha. Khi cần khuyên nhủ, giải thích thì có tình cảm và thái độ ôn hòa của người mẹ. Miễn sao cả cha mẹ đều có những cử chỉ yêu thương, lo lắng cho con cái. Vấn đề trừng phạt con cái, các nhà tâm lý học nói, xưa nay, phần nhiều cha mẹ quan tâm trừng phạt là cách làm cho trẻ em biết sợ mà chừa, biết nhục mà tránh. Cho nên cách trừng phạt thông thường được nghĩ tới là rầy la mắng nhiếc, bắt đứng khoanh tay, không cho dự vào các trò chơi. Đó là hình thức nhẹ. Cắt phần ăn, trói vào gốc cây, nhốt trong phòng tối, đánh bằng roi, tát tay. Đó là hình thức nặng. Kết quả tức khắc của các lối trừng phạt này có thể bắt buộc trẻ em tinh nghịch ngồi yên, trẻ thô lỗ biết nói lễ độ. Nhưng chúng ta coi chừng, kết quả đã không lâu bền mà còn gây nhiều hậu quả xấu như vì sợ hãi tủi nhục, trẻ em sinh ra oán hận, chống đối. Nếu sự trừng phạt thường tái diễn, trẻ bị ám ảnh rồi sinh tâm phiền muộn, lo âu, làm cho thần kinh trẻ suy nhược. Nếu trẻ em thường bị mắng nhiếc sỉ giả, nhạo báng, trẻ sẽ sinh ra chán nản, mất tinh thần cố gắng, càng ngày càng thua sút chúng bạn. Nó tìm cách lẩn trốn, tâm trí mơ màng, nhút nhát, rồi đâm ra lì lợm, coi thường sự trừng phạt. Sự đánh đập tàn nhẫn còn gây ra nhiều hậu quả tai hại hơn nữa. Nó sẽ oán hận, chống đối lại và bỏ nhà trốn học, duy trì mọi tật xấu. Phải trừng phạt bằng cách nào mới có kết quả? Phần đông các nhà giáo dục đều nghĩ rằng sự trừng phạt tốt nhất là nếu bé Nam không chịu sửa soạn cho kịp lúc thì em phải chịu trễ một cuộc du ngoạn lý thú chung với gia đình. Nếu bé Trung trốn học một bữa thì ngày Chủ nhật em phải ở nhà chép bài, làm bài để bù lại. Nếu đến giờ ăn mà bé Dũng không có mặt thì em sẽ thiệt mất một số món ăn ngon bổ. Nếu bé Trợ không sắp đặt đồ chơi cho có trật tự thì đồ chơi của em sẽ bị hư hao, mất mát, vân vân. Ngoài ra còn có nhiều sự trừng phạt mà thiên nhiên đã dành sẵn. Nếu trẻ nào nghịch ngợm, chui rào thì bị gai quào, phá tổ ong thì bị ong chích, chọc chó thì bị chó rượt. Những hậu quả do của trẻ gây ra tự lãnh lấy sự trừng phạt, đó là bài học sửa chữa nó rồi. Nhiều trường hợp ta có thể cắt phần tiền túi trong ngày hoặc trong tuần, cắt không cho đi chơi, nhưng không nên cắt phần ăn và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hình phạt làm đau đớn xác thịt, gây sự sợ hãi tủi nhục, gây sự dồn ép tâm lý. Các nhà giáo dục đề nghị trước khi áp dụng trừng phạt, cha mẹ nên có những cuộc trò chuyện với con, hoặc là họp cả gia đình ngay sau khi tội lỗi xảy ra. Và trước mặt gia đình, cha mẹ nên bảo con phải giải thích tại sao phạm lỗi. Nếu lời giải thích không thỏa đáng, ta phải dùng lời giảng dị hướng dẫn nó, giải thích cho trẻ thấy phạm lỗi chỗ nào. Nếu phạm tội lỗi nhẹ, ta nên nhờ bạn của nó khuyên giải, phân tích cho nó thấy lỗi, sửa đổi. Hoặc là ta cho con trẻ biết trước ngày giờ gạn hỏi, để cho nó có thời gian suy nghĩ trước về tội lỗi của mình. Khi trò chuyện, lời lẽ phải ôn tồn. Ta giải thích cho nó thấy rõ tai hại của nó đã gây ra, làm cho nó khổ và liên lụy đến gia đình, đoàn thể như thế nào. Một trẻ em được giáo dục, sau khi cha mẹ phân tích giải thích như vậy, đứa con sẽ biết hối lỗi ngay thì sự trừng phạt có thể không xảy ra. Nếu phải trừng phạt thì cha mẹ phải làm sao cho con thấy rõ việc sai quấy của nó mà chấp nhận sửa sai. Như vậy
thì sự trừng phạt đó mới có ý nghĩa giáo dục. Trong gia đình mà công việc giáo dục không được lưu ý thì trẻ em là nạn nhân của bao người lớn độc đoán. Hở là anh đánh em vì nó dám cãi lại mình, chỉ phạt em vì một sự vô ý nào đó. Nhiều người ý mình là lớn, thường la rầy, chửi rủa, đánh đập, hăm dọa một cách vô ý thức. Cho nên việc cầm quyền xử phạt trong gia đình phải là người cha hoặc người mẹ am hiểu giáo dục mới được. Trách nhiệm này cũng có thể giao cho đứa con lớn trong gia đình, nhưng phải được sự hướng dẫn của cha mẹ để nắm vững cách giáo dục trong gia đình. Nên nhớ một điều, nếu sự trừng phạt không thể tránh được thì phải làm sao cho sự trừng phạt đó nhằm mục đích giáo dục, chứ không phải cho trẻ em sợ hãi, đau đớn. Muốn cho các em chừa bỏ những thói hư tật xấu, cha mẹ phải là người gương mẫu, đem lời lành lẽ phải giáo dục con cái, cho nó nhận ra đâu là thiện, ác, tốt, xấu, để ý thức sửa sai, trở thành con ngoan, trò giỏi, mà không phải do sự quyết định độc đoán của người lớn cố tình trấn áp nó. Mỗi tuần lễ, cha mẹ nên họp gia đình một lần vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật để kiểm điểm mọi công tác trong tuần, đề cao những điểm ưu, bồi bổ những điểm khuyết, thảo luận một ít nguyên tắc giáo dục với con cái. Các buổi họp này nên cho tất cả mọi người trong gia đình có mặt để tham dự, kể cả người giúp việc. Như vậy ta sẽ tránh được sự sơ sót đến mức tối đa. Dạy con từ thuở lên ba, câu nhắn nhủ ấy từ bao đời nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhưng dạy con như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất, đó là nỗi băn khoăn của các bậc làm cha làm mẹ. Theo quan điểm của nhà tâm lý học Lê Minh Đức nói, nếu xưa kia quan niệm dạy con trẻ tích cực phải tính đến việc cho roi cho giọt, thì ngày nay khoa tâm lý giáo dục đã nghiên cứu tâm sinh lý trẻ em qua từng giai đoạn phát triển, nhằm đề ra những biện pháp thích hợp, biến việc giáo dục bằng roi giọt thành sự khơi dậy tiềm năng và tính hướng thiện ở trẻ. Xã hội càng phức tạp nhiễu nhương, cha mẹ càng phải quan tâm bồi dưỡng ý thức đạo đức cho con cái. Có ý thức đạo đức vững mạnh, các cháu mới có đầy đủ sức mạnh nội tâm để chống lại mọi ảnh hưởng xấu trong xã hội. Không nên chờ đến khi các cháu đã lớn khôn, 15, 16 tuổi, cha mẹ mới quan tâm đến việc giúp đỡ cháu, tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Bởi vì những yếu tố cơ bản của nhân cách đã hình thành từ khi mới lọt lòng, mà giai đoạn khoảng 5-6 tuổi là giai đoạn rất quan trọng. Trong khoảng thời gian này, cha mẹ phải nhất quán kiên quyết giáo dục, cần chỉ ra và giải thích cho các cháu cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Trong thời gian này, các cháu chưa tự kiểm soát hành vi của mình, cha mẹ phải khéo léo hướng dẫn các cháu bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm sống của mình truyền đạt cho chúng. Nhưng cha mẹ cũng nên chịu khó lắng nghe và tìm cách gợi ý cho các cháu. Thí dụ, nếu cháu đi học, nhặt được một chiếc nhẫn, ta có thể ôn tồn hỏi: "Con nghĩ sao khi con là người mất chiếc nhẫn này?" Hoặc nếu một bạn khác nhặt được chiếc nhẫn, liền đưa cho cô giáo hỏi của ai rồi trả lại cho con thì con nghĩ sao? Bằng những câu gợi ý nhẹ nhàng, ta sẽ hướng dẫn cho cháu nên người. Cha mẹ muốn cho lời nói của mình có giá trị thì phải làm gương cho con. Nếu ta muốn cho cháu nói năng lễ phép thì ta phải lễ phép với nhau. Thay vì nói "mày đến đây", ta có thể nói con đến đây giúp mẹ một chút". Nếu mẹ muốn dạy con chào buổi sáng hoặc chúc cha mẹ ngủ ngon thì chính cha mẹ sáng và tối nào cũng phải nói với con như vậy.